Theo các chuyên gia, nếu ông già Noel có thương hiệu thì đó sẽ là thương hiệu có giá trị lớn nhất thế giới với 1,6 ngàn tỷ đô la Mỹ. Các tập đoàn hàng đầu thế giới có thể học hỏi được từ sức hút của ông già Noel trên toàn cầu. 1,6 ngàn tỷ đô la Mỹ là giá trị thương hiệu của ông già Noel, cũng là lượng tiền mà thương hiệu này đã đóng góp cho GDP các nước suốt mùa lễ cuối năm. Tính riêng trong mùa Giáng sinh thì đã có 800 tỷ đô la Mỹ đổ vào thị trường bán lẻ. Ngoài ra, theo chúng tôi tính toán thì có 500 tỷ nữa thuộc về ngành vận chuyển, 200 tỷ vào túi các nhà hàng khách sạn. Đây là những con số rất lớn. Không khó để kiếm một thứ có liên quan tới ông già Noel ở London: thiệp mừng, quần áo, thức ăn, nước uống, cái gì cũng có hơi hướng của ông già Noel. Tầm ảnh hưởng của ông già Noel đã giúp thương hiệu của ông trở thành thương hiệu lớn nhất trong năm 2013. Ngay cả tập đoàn công nghệ Apple cũng chỉ được định giá là 87 tỷ đô la. Bài học chính mà các doanh nghiệp nên học từ ông già Noel, đó là một thương hiệu toàn cầu cần phải được mỗi nước chấp nhận. Ví dụ như ở mỗi nước, ông già Noel lại có tên khác. Đó gọi là tính thích ứng của thương hiệu toàn cầu. Và một điều nữa là đó phải tạo được niềm vui. Một điểm thú vị khác về ông già Noel đó là bộ trang phục đỏ trắng của ông. Không hẳn là người tạo ra ngoại hình cho ông già Noel, nhưng Coca-Cola đã đưa hình ảnh này đi khắp thế giới kể từ năm 1930, từ Mexico, Belarus, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, v.v. Hình ảnh của ông già Noel đều rất nhất quán.